Hello, hôm nay mình sẽ nấu một cái món ăn của người Pháp, nó gọi là bourguignon, tức là thịt bò hầm với lại rượu vang đỏ. Đây là cái một số cái nguyên liệu để mình nấu cái món thịt bò hầm này. Mình cần có thịt bò nha. Đó, thịt bò hầm này nó gọi là beef chuck roast. Không? Cái tảng thịt này là nó tới 3 pound lận, nhưng mà mình nấu cho 5 người ăn á, thì mình nấu một nửa thôi, mình sẽ cắt một nửa ra. Đó, mình cần có một củ hành hành trắng nha. Cần khoảng 9-10 tép tỏi mình cắt nhỏ ra. Còn cái hành trắng này mình không có cần cắt nhỏ, mình cắt miếng bự. Có cà rốt cũng organic luôn nè. Cà rốt này mình chỉ cần hai cái củ cà rốt dài thôi, mình lột vỏ xong mình cắt khoanh nhỏ. Mình cần có nấm, nấm là giống như nè, nấm màu trắng á. Đó, mình mua thêm nè, trước xài này nè không có đủ, phải mua thêm, nấu khoảng gần hết cái nấm này luôn. Với lại cần cái hành này nè, cái này là pearl onion nè, hành này là hành nhỏ nè, hành tươi nha. Ở trong chợ chợ Von, chợ Albertsons có bán á, nó ghi là white pearl onion. Mình sẽ lột ra, mình sẽ lột ra mình nấu, mình sẽ rang lên xong mình bỏ vô mình nấu hình hầm với thịt bò 2 tiếng rưỡi. Cái này nấu làm 2 lần được nè, tại nấu cho 5 người ăn á. Đó, mình cần cái nước súp bò này organic luôn nè. Với lại cần cái dầu olive, lúc nào cũng xài dầu olive nha. Nhiều loại, loại nào cũng được, miễn sao là dầu olive. Nó mắc tiền hơn cái dầu thường nhưng mà nấu nó ngon hơn. Đó, cần cái parsley nè, cái này là cái rau ngò của Ý nè. Ghi là Italian parsley. Không? Đó, mình cần cái rau tươi mình cắt nhỏ nhỏ ra nó ngon hơn là cái rau khô nó bỏ trong cái hộp. Rồi xong mình cần cái này nữa nè. Cái này tươi cũng tốt nhưng mà mình không có tươi thì mình xài cái khô bỏ vô súp. Đó. Sẽ cần rượu đỏ nha, tại bò nấu rượu vang á. Rượu vang đỏ nó cần nguyên một chai rượu đỏ luôn. Thì chai này khoảng 7-8 đồng, 10 đồng là maximum ở trong Costco bán thôi. Không có cần mua mắc tiền mười mấy 20 đồng, cỡ 10 đồng đổ lại là ok rồi. Sau cùng á là mình sẽ xài cái cô nhắc này để mình bỏ vô cái món bò đó trước khi mình đem ra mình ăn. Đó. Trước tiên là mình chiên thịt bò nha. Chiên thịt bò sơ sơ cho hai mặt nó vàng á, rồi xong mình lấy ra. Bỏ vô luôn. Đó. Bắt đầu mình bắt cái lên một cái bếp nữa, bắt đầu mình bỏ dầu vô rồi, bắt đầu chuẩn bị bỏ nó nóng chút xíu là bỏ hành tây vô xào. Bây giờ mình chuẩn bị nè. Giờ mình đảo cái này qua chút xíu. Bỏ mình để lửa hiu hiu thôi. Lớn chút xíu thôi. Chút xíu nữa mình sẽ hầm là 2 tiếng nữa thì nó sẽ chín, cái bò nó mềm ra luôn. Bây giờ mình chiên sơ sơ cho nó vàng hai mặt. Giờ mình xào hành, rang hành. Bỏ lửa vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Thôi là nó cháy á. Mình rang cái hành này nó vừa vừa vàng là ok. Dùng cái này, cái góc này nè. Mình đảo thịt bò. Chín rồi đó, không sơ sơ thôi, nó còn đỏ thì mình ấy. Giờ bỏ nấm vô nha, bỏ nấm vô xào tiếp. Mình xào cái hành khoảng 3-4 phút á, mình bỏ nấm vô mình xào một chút xíu nữa. Tiếp theo là sẽ bỏ cà rốt vô trong đó. Bỏ tỏi vô luôn. Xào khoảng 2-3 phút nữa. Có một chút xíu muối nha, một chút xíu muối với một xíu tiêu. Rồi, được rồi đó. Đảo đều lên. Để lửa nhỏ nhỏ thôi, không cần lửa lớn lắm. Trong vòng khoảng 1-2 phút nữa cho nó thấm vô á. Rồi bắt đầu mình sẽ vớt cái thịt bò này ra. Giờ mình gấp thịt bò bỏ riêng ra ngoài.
chai rượu vang đỏ nha, mình đông một cốc, rượu vang đỏ đổ vô trong cái thịt bò mới chiên nãy á, cái chảo á, để cho nó sôi lên. Bắt đầu mình đổ bò vô đây, thấy không? Đó, đổ bò vô. Lửa thì vẫn còn vừa vừa nha. Bây giờ mình lấy cái này, mình cũng như mình clean cái chảo này đó. Trong này nó có thịt bò, nó có cái dầu olive, mình không có đổ đi. Bắt đầu mình đổ qua nha, cái này nóng lắm đó, đổ qua nè, đổ hết vô đây luôn. Bắt đầu mở lửa lớn lên cho nó sôi để nó bay cái mùi alcohol khỏi cái rượu hồi nãy á, đảo lên. Đây là cái hành onion hồi nãy á, mini onion á, onion á, mình lột hết cái vỏ rồi, bắt đầu mình đổ vô đây để mình rang. Mình rang cái hành này cho nó vàng vàng nha. Nó sẵn cái bếp nó đang nóng á thì mình rang cho nó vàng. Rồi bây giờ mình bỏ cái khoai tây nè. Vô đây nè. Bây giờ mình đổ rượu vô cái cốc này nha, rượu đỏ nè. Mình đông hai cốc nữa. Rồi đó. Quậy lên cho nó sôi lên, thấy không? Cái mùi rượu nó bay thơm phải không? À, bây giờ mình đảo qua cái này, cái hành đó, rang cho nó vàng, cái hành nó thơm dữ lắm, cho nó vàng chút xíu là mình bỏ cái hành này qua bên đây luôn, thấy không? Bây giờ nó sôi rồi đó, mình cứ để cho nó sôi để nó bay hơi cái mùi cồn nó bay bớt đi. Bây giờ mình đem bỏ một muỗng muối vô. Đây là một muỗng tiêu, đảo lên. Mình rang nó, bây giờ bắt đầu nó vàng rồi nè, không? Bắt đầu mình sẽ đổ cái hành này qua bên cái nồi súp bò nha. Cầm cái này tay này, cái này là cái chảo gang nóng dữ lắm, đổ vô đây. Rồi tắt lửa cái bên này. Bây giờ mình đảo lên nữa, này cứ để cho nó sôi để nó bay cái mùi alcohol đi, thì nó còn lại cái mùi thơm của rượu. Cái này là hơn nửa cốc bột năng nha, bột bắp á, hoặc là bột á, mình bỏ nửa cốc, một cốc nước súp gà trong đây nè, mình quậy đều lên để mình sẽ đổ vô cái nồi bò kho này để cho nó đặc lại á, nó đậm đặc lại đó, thấy không? Rồi mình dùng một cốc nước súp bò này nè, thêm một cốc nữa, đổ vô đây mình chán. Cán cái tô này xong rồi đồng đổ vô đây tiếp. Cái này là cái parsley nè, cái tươi nãy nó cắt ra nè, bỏ vô luôn. Đảo lên cho nó đều. Sau khi mình sẽ nếm rồi xong rồi mình ok hết rồi, mình sẽ đậy nắp lại rồi mình hầm 2 tiếng đồng hồ, để lửa thiệt là nhỏ luôn, hầm 2 tiếng. Giờ mình bỏ cái này vô nha, cái lá khô này nè. Mình bỏ khoảng 2 muỗng. Đó. Chút xíu nữa cái này nó sôi lên nó sẽ đặc lại nữa, nó còn đặc nữa. Bây giờ nếm vừa ăn rồi, bắt đầu đậy nắp lại. Cần 2 tiếng đồng hồ nữa là nó sẽ chín. Rồi khoảng 45 phút mình sẽ mở ra mình đảo một lần để coi cái thịt nó tới đâu rồi nha. Bây giờ mình nấu hầm cái này được 2 tiếng rồi, bắt đầu mình bỏ một chút xíu cái rượu cô nhắc. Chút xíu bỏ vô cái ly nè, mình bỏ vô đây để mình khuấy đều lên nha. Xong mình đậy nắp lại 5 phút nữa là mình ăn được cái rượu cô nhắc vô đó, cho nó có cái mùi thơm. Wow, thơm không? Múc ra. Wow, nóng quá.
Ngon, vừa ăn có mùi thoang thoảng của rượu cô nhắc là để mới bỏ vô á. Giờ ăn thử cái miếng thịt bò coi nha, bò coi nó mềm không. Thịt bò mềm mà nhưng mà nó không có mềm đến nỗi mà bỏ vô miệng nó chảy ra, vậy cũng ok rồi. Chấm bít mì ăn thôi, ngon. Đây là món súp bô ghi nhông, thịt bò nấu hầm với lại nấu với rượu vang đỏ.